tầm ở dưới đó đến đây là khoảng tầm gần 2 mét á. Và nhiệt độ bây giờ 16 độ. Phong nói cái ngón cái anh mình nó run run. Tuổi rất là trẻ và đặc biệt là cái tuổi vào đang yêu. Thì em cái nghề này nó cứ đi suốt à. Thì đối với em thì cái việc tình cảm như thế nào? Thì chuyện tình cảm thì lúc yêu thì mình cũng nói với người gái thì cô bác quý anh chị, đây là cái chiếc xe công Tenor mà Bùi Hồ cùng với lại Phong mới vừa đồng hành với lại anh Cương. Và hôm nay thì đang đến địa phận của tỉnh Lạng Sơn. Thì ba anh em, mấy anh em sẽ ghé vô ăn trưa hay không ha. Cô bác quý anh chị sẽ thấy đây, đây là một chiếc xe. Anh mà nha, may là cái chân nó dài đó, chân ngắn không biết sao xuống không. Nhìn phía ngoài thì rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà không gian bên trong siêu rộng. Đúng rồi, đây là cả một cái không gian siêu rộng nữa. Chút xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ về cái ở đây nè. Trên xe công này nó có những cái điểm mù mà nhìn xuống ở dưới này không thấy, mà phải thông qua những cái hệ thống kính ở trên kia. Xe này là một cái dòng xe của hãng Trung Quốc có tên là Hovo, mà người tài xế gọi là xe hổ bồ á. Thì cái diện tích nó nhỏ hơn, điểm mù nó ít hơn, nhưng mà cũng tương đối có nhiều điểm mù. Còn nếu mà một chiếc xe công mà cái dịp chiều nay mà đi mà thấy cái xe của Mỹ á, mình sẽ thấy là cái điểm mù nó còn nhiều hơn nữa. Lúc đó sẽ thấy được rằng là cái độ nguy hiểm khi mà ngồi trên xe và bắt tay phải căng não như thế nào. Đúng rồi. À, bây giờ mời anh Cương ngon cơm. đi cùng với mình có Thanh. Với lại anh Cương, và lúc nãy thì anh Cương là ngồi lái và Thanh đang chọn. Mặc dù là xe ngừng nhưng mà máy của Cương máy lạnh luôn luôn được chạy suốt như thế này, cô bác anh chị phải nóng lòng lắm, cực kỳ lớn luôn. Xuống lên Thanh ơi. Đây là ngủ trên xe hả? Ngủ xe hết đó. Đây là dưa leo hả anh? Dưa leo. Rau. Giờ rau giúp cá. Dạ cảm ơn anh. Này là lá chúc hay gì quá. Không phải là chanh. Miền Bắc đâu ăn lá chúc. Cái tay nó gung quá. Trứng đỏ cái đồ lạnh rồi. Một cái. Hai cái. Ba cái. Không quen. Trong nó nóng quá. Em bây giờ có lạnh ra lạnh với quần sọt để em mày còn dài cũng được. Đây là đang ở Lạng Sơn của Việt Nam à. Và nhiệt độ bây giờ 16 độ. Phong nói cái ngón cái anh mình nó run run. Bay ra mấy tiếng à? 2 tiếng rưỡi. Đấy rồi. 7 giờ. Dạ, quá nè. Gà này là gà núi vậy Phong? Gà đồi hả? Gầy. Gà ta mình quá, không có gà đồi đâu. Mỗi người nửa con. Gà chiên. Quay ra nữa tài xế ăn kỹ. Cái vợ đó thì vợ cắt cổ không. Ơi anh dở lên anh thấy ở trong nó có chân nè, cánh nè, nửa cái đầu với lại cái cổ luôn á. Người nửa con. Hôm nay là do mình là khách cho nên tài xế, mấy tài xế đãi mình ăn kỹ. Nói vậy cho bà con rõ. Mà con nó tài xế sướng quá. Mai mốt đi làm tài xế hết luôn à. Ăn với lại dưa leo hả? Đây là rau lăng luộc. Rau lăng luộc xào tỏi. Lột tỏi hả Phong? Lột tỏi để ăn. Em xé cho mọi người coi ha. Cái đuôi này nóng không? Thơm phức hơn. Chấm với muối lá chanh. Anh có cảm giác con gà này là nó cực nhỏ. Này chắc size con gà này tầm khoảng 8 lạng quá. Nửa con là cái đầu nữa. Nên dở bên em à, có giống vậy không? Như nhau hết à. Hay ha. Hay chấm ha. Một khối luôn nè. Da giòn nha. Gà đây á. Nãy giờ em nghĩ là nó chiên không à, nhưng mà nó có ướp thêm hạt nêm cho nên ăn không cái da nó đã có vị đậm vị, không cần chấm cũng đã có vị ngọt ở trong đó. Như đây là đặc sản của
ở trên này quá. Tại vì mấy năm đi siêu thì tài xế cũng hay dẫn em ghé mấy cái quán ăn gà như này. Đúng rồi, hôm nay em ngồi mấy món khác em cũng được rồi. Chứ mà ra ngoài Bắc hay là chỉ ăn gà. Dạ. Là thứ gì em? Là đặc sản ở đây luôn hả anh Cương? Cương gà thì nó dở ăn thôi, chứ còn bây giờ ăn thịt heo rồi, ăn cũng được. Ngon, không hợp khẩu vị của mình. Vậy là quán này là anh có kèm cơm hay là anh không vậy? Có cơm rang. Nhưng mà anh đủ cái phần này cũng no hả? Ngon quá. Ngon quá. Có vị thơm đúng không? Bắc là hay người ta hay ăn gà ha. Mà anh bỏ gỡ là dọn đoàn lên trước cái dùng đi, rồi cơm là phụ thôi. Đúng rồi, bác này là ăn trước. Dạ. Rồi làm chén cơm với canh là xong. Không phải như ở trong Nam mình là cơm nè, mang tô cơm lên trước đi ạ. Đúng rồi, cơm. Ăn đồ ăn trước thì cơm nó ăn phụ theo, kèm theo. Còn đây là dạ, thức ăn là chính. Một bữa ăn cũng khá thú vị hơn. Đây là một bữa ăn của các tài xế container mà có khách nữa hả? Một phần này bao nhiêu anh? Phần này tầm chắc 7-80. Một người á? Nếu một người ăn là 80. Thôi dùng thôi, cô bác chị thấy nè. Bữa ăn có tài xế container. Cơm gan. Cơm gan. Ủa trời. Ở trong miền Tây mình gọi là cơm chiên. Cơm chiên hả? Cơm chiên. Ở đây là cà pháo. Này Phong, súp hả? Súp canh rau, canh rau muống. Lúc trước Phong đi miền Bắc thì cũng thường ăn gà chiên này hay sao Phong? Mà tới Lạng Sơn là ăn món này nè. Lúc đầu em tưởng gà là gà luộc, nhưng mà ở đây phần lớn gà chiên thôi. Chống lạnh đúng không? Với lại mùa đông phải chống lạnh không anh Cương? Nói chung thì mình thích ăn gì người ta làm không? Dạ. Luộc thì người ta luộc cho mình. Dạ. Nhưng mà đây đặc sản ở vùng này nè. Đa số là ăn gà chiên. Cảm nhận cái vị gà sao? Thơm ha. Họ tẩm ướp cái vị cái da phía ngoài á, ăn không cần chấm muối cũng đã thấy ok rồi. Và như thấy cái dưa leo ở đây, cái rất là ngộ hơn xưa dưa leo miền Tây của em. Dưa miền Tây của em mà hộp rất to, nhưng mà ở đây hộp nhỏ lắm. Tầm ở dưới đó đến đây là khoảng tầm gần 2 mét á. Và Phong thì ngồi. Sau một bữa cơm cùng với các anh em tài xế đường dài ở đây thì là sáng ở clip trước thì Quyền Hồ có trao đổi về anh Phương. Thanh ơi, thì chắc có lẽ là anh sẽ chia sẻ thêm về cái cuộc sống tại sao em chọn với lại cái nghề mà tài xế đường dài, đặc biệt là tuổi em rất là trẻ đó anh. Dạ thì chọn thì mình cũng chọn thì nói chung mình cũng mơ cũng thích từ nhỏ theo thôi, chứ mình cũng công việc thì hồi giờ mơ thích thì theo học rồi vậy thôi. Thanh là năm nay mới có 24 tuổi thôi, thì em bắt đầu làm nghề tài xế được bao nhiêu năm rồi? Em đi xe hầu năm 28 20 là 27. Thường thường á là mọi người hay lựa chọn những cái xe như là tài xế xe khách nè, tài xế xe du lịch nè. Đặc biệt là tài xế xe du lịch đó rất là thú vị, đó là được chở rất là nhiều người và được đi chơi luôn. Đi nhưng mà sao em lại lựa chọn những chiếc xe container như thế này? Nó vừa cực vừa gian nan. Nói chung thì cũng lúc trước thì cũng đam mê cũng thích, xe thì xe nào cũng thích hết, nhưng mà công việc thì có ngờ này thì đi làm, trước đó thì đi làm thì phụ xe nóng, cũng phụ kéo như thế này, đi phụ xe đầu kéo nóng, đi tới nay trong đi thời gian rồi có người quen anh em thương rồi họ kêu đi qua chạy họ chạy. Em chạy xe đầu kéo như thế này được bao nhiêu năm rồi? Đi thì lúc trước đi cũng đi đèo kéo này luôn, đi phụ mà phụ đèo kéo luôn. Xong rồi thì sau này ra thì mấy anh thương anh
giúp mình kêu đi. Đi bên em được 2 năm, đi đường dài đi được hơn 2 năm. Một cái hành trình dài từ miền Tây đi sang Trung Quốc thì cả hành trình đầu kéo thế này 2.000 cây số, mất nhiều ngày. Và em đã từng khi nào đi sang Trung Quốc bỏ hàng chưa? Trung Quốc thì lúc trước chưa dịch thì em có đi sang 1-2 lần. Xong rồi sau này lúc ra đi cũng dài thì cũng một qua được 1-2 chuyến. Xong rồi dịch quen qua Tết cái dịch cái không có qua được nữa. Thì ăn uống thì cũng khó khăn. Qua bên thì ăn uống thì lúc trước hầu đó qua đó quán xé thì cứ một quán nào thì cứ ăn thì vô quán nấu gì thì ăn đấy thôi. Các cái quy định mà tài xế mình qua bên Trung Quốc nó có khắc nghiệt hay khó khăn nhiều? Hồi đó em chỉ mới qua một lần nó cũng không có ghét gì lắm, bình thường. Cái này thì đòi hỏi nhiều cái nó bằng cho qua. Đúng rồi. Hồi xưa là lơ xe thì được phép sang Trung Quốc, nhưng mà bây giờ thì tất cả muốn sang Trung Quốc phải có bằng FC hoặc là DC đúng không? DF chứ, DF. Và cái anh này đã từng sang bãi xe Trung Quốc rồi, anh cảm giác cái cảm xúc xúc đầu tiên anh sang đó anh bỡ ngỡ lắm. Tiếng Trung Quốc đầy hết à, rồi người Trung Quốc đầy á, cái mình không biết nói tiếng Trung Quốc. Sợ lắm, sợ lỡ đi lạc nó rồi có chuyện gì không? Em có cảm giác như anh không? Có chứ, mình cũng qua bên mình sợ chứ. Sợ thì cũng sợ nhưng mà mình ở xe không chứ mình đâu có đi đâu đâu mà. Bên xe không bỏ hàng xong thì theo xe về thôi. Với anh em mình á anh Hồ, được đi nhiều, được gặp nhiều người thì nó ít hơn. Còn đối với anh em tài xế như Thanh như thế này thì lần đầu tiên cảm xúc nó bỡ ngỡ lắm. Mà nãy giờ thì mấy tiếng Hồ tiếp xúc với Thanh rồi, anh có cái điều gì chăn trở ấn tượng với đối với Thanh không? Nghề công việc của Thanh lựa chọn không? Đối với anh đó thì Thanh là một cái người trẻ mà đặc biệt là đam mê về cái việc mà tài xế như thế này á, thì không có nhiều người có được. Chắc anh nghĩ là gần có thể là công việc chọn người á, một cái duyên nào đó nghề của Thanh nó đối với lại cái công việc này nó đam mê khác lắm nên mới có thể gắn bó đến cái thời điểm này hay không? Đúng không Thanh? Và đặc biệt thì tài xế như em á, tiếp xúc đoạn đường cũng khá là dài. Anh thấy em là một người khá là trầm tính và hiền. Em có thể kể cho anh tụi anh nghe được cái kỷ niệm của em từ đó giờ chạy xe đầu kéo này mà đến bây giờ em nhắc lại cái nghề của mình em nhớ nhất không? Kỷ niệm đi anh em thì cũng có lúc vui, có sướng, có khổ, có thì như lúc này anh ăn uống anh thấy cũng ăn uống thì ăn cơm rồi đấy, trong một con cũng có khi lên bến bãi thôi, nhiều khi không có gì mình ăn rồi chó mì mình ăn. Nói chung là ăn uống thì không phải là luôn vậy. Thanh nói thì mình có thể dẫn giải cho mọi người rõ là hồi nãy tụi mình ăn một bữa ăn khá thịnh soạn, gà rồi cơm đầy đủ luôn, nhưng có những lúc thì rất khó. Đặc biệt là quá trình mà đưa xe đến cửa khẩu mà hàng hóa bị ùn ứ, phải ăn cơm đường cháo chợ, rồi tự nấu nướng, tự trang bị. Và ở dưới cái thùng xe có sẵn mì gói nè, có sẵn gia vị nè, có gạo nè, có bánh tráng nè, đặc sản của Bình Định nè. Và tài xế cũng phải tự nấu. Và cái điều mà thiếu thốn lớn nhất ở đây là nước sinh hoạt lẫn nước tắm. Và nãy giờ thì trò chuyện với Thanh, cái điều mà khá ấn tượng là lần đầu tiên tiếp xúc đó là một cái bác tài khá trẻ tuổi ha, vừa tròn trịa cái tuổi lái xe container luôn á. Có một điều anh muốn hỏi Thanh như thế này, cái tuổi em là tuổi rất là trẻ và đặc biệt là cái tuổi mà đang yêu thì em cái nghề này nó cứ đi suốt à, thì đối với em thì cái việc tình cảm như thế nào? Thì chuyện tình cảm thì lúc yêu thì mình cũng nói như người gái thì anh làm ngờ đấy thì nó cũng họ thương thì họ cũng thông cảm. Thì đôi lúc thì đi được ngày mình gọi điện theo gọi nói chuyện, rồi khi nào rảnh đi ngang về tỉnh về Bình Định mình thì khi có thời gian thì ghé về gặp nhau uống ly nước xong rồi nói vài ba câu chuyện xong rồi đi. Nhưng
mà người ta nói là xa mặt cách lòng sao, ví dụ như đi suốt vậy tình cảm nó cũng nhạt phai chứ. Thì đó là nói chung thì người con gái thì cũng một phần, người con trai mình cũng một phần nhá, nó cũng muốn gọi nói chuyện luôn mẹ chứ. Có một cái khác nghiệp như này đối với các tài xế ở các nước á, mình đã từng đi sang bên Nhật, tại Singapore thì mình thấy là tài xế ở Nhật, Singapore họ chạy rất đúng theo km, đúng theo giờ, thậm chí mình cho thêm tiền họ cũng không được chạy. Và trong khi đó tài xế Việt Nam mình á, và đặc biệt là nghề đầu kéo này, dành lao chạy từ Bắc Nam mất 3 ngày ròng rã, giống như là thậm chí có thời điểm thiếu tài thì một bác tài ôm một xe gần như là muốn bán mạng luôn á. Mà có khi nào đó giờ em chạy một mình thì em có quãng đường dài nhất từ đó giờ bao nhiêu cây không? Dài nhất thì nói chung là dài nhất thì em chưa đi, chỉ có khoảng gần thì đi rồi, chứ gần dài nhất thì chưa bao giờ em đi. Dài thì chưa đi. Dạ. Nhưng mà đi trong một ngày 24 tiếng đồng hồ chạy xe này, khung giờ nào mà em sợ nhất? Khung giờ sợ nhất à? Sợ khung 3-4 giờ sáng, khung từ 4 giờ tới 6 giờ. Anh Hồ thấy là thường thường tai nạn giao thông nhiều nhất là lúc rạng sáng lắm. Đúng. Chắc là lẽ thời gian đó là thời gian mà nó cái buồn ngủ, cái cơn buồn ngủ lên đỉnh nhất. Bây giờ thì mình đến Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cách Vĩnh Hậu cách đồng khoảng 50 cây ha. Vậy mình về. Đúng như vậy. Thì đây là một cái chặng gần cuối rồi. Bắt đầu mọi anh em mình là xuất phát từ Tiền Giang đi từ cách đây mấy ngày? Hai ngày trước. Từ Tiền Giang, nhiệt độ ở Tiền Giang là ba mấy độ ha? Mà tới đây bây giờ là mười mấy độ rồi, 15 độ rồi. Lạnh quá lạnh. Thay đổi nhiệt độ như vậy thì chắc là lẽ anh em cũng phải đi nhiều mới quen được anh. Đi nhiều vậy tiếp xúc nhiều em thấy sao? Dạ. Đi nhiều tiếp xúc nhiều vậy em thấy sao? Đi nói chung đi với anh em tiếp xúc nhiều thì anh em qua lại gặp nhau, đi gặp nhau thì làm vì hàng hóa kẹt cứ ứ rồi ấy, gặp lâu đi hàng bị nhanh gặp ấy thì mình cũng dài quay ly nước mình đi, nếu ở lại lâu thì